này, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười hai. Đi dậy đi chưa? Nay dậy đi chưa? Nay dậy đi chưa? Nay dậy đi chưa na? Na tao kiểu nè. Ui. Thơm nhỏ cái. Thơm nhỏ cái. Nay yêu ai? Nói gió vào, nay yêu ai? Nay yêu ai? Em sao? Yêu ai nữa? Em. Yêu em nè. Ừ, dạ nha. Rồi, con vẽ cho mẹ xem đi. Này. U này. Mẹ ơi. Dạ. Mẹ u này. Ừ, ok. Ô tên là con. U này. Mũi. Mũi. Ở bố. Bố đâu? Ui giời, bố to thế. Tại vì bố to mà. Mắt con phải vẽ mắt to lên. Na phải vẽ mắt to. Mắt nở. Ơ, con phải vẽ mắt to chứ. Mũi. Ê trời ơi. Ô chân. Chân đâu? Tí. Ô tí. Tay đâu? Đây của mẹ, chân của mẹ. Chân của mẹ đâu? Thế tóc mẹ ăn cỏ à? Tóc mẹ ăn cỏ? Kẻ, tóc kẻ em. Đâu, tóc đâu? Tí. Ô tí. Có cái tóc à? Đây là sản phẩm của chị Na. Em. Em này. Ờ, cái đấy hả? Em. Rồi em, rồi vẽ em đi. Em nhỏ hơn. Em nhỏ. Rồi em nhỏ hơn à? Ôi ôi. Úi. Áo đấy à? Ừ. Áo. À áo. Rồi. Tay đâu? Đây. Đây đấy. Rồi mấy cái tay. Rồi chân đâu? Chân đây nè. Dạ, thế chân đâu? Thiếu chân kìa. Chân đâu? Đây là có tay hay chân đâu na? Ra chân đâu? Cái này chân đâu? Đây. Đó. Áo này. Ừ, áo. Tay, chân đồng hoàng. Đây. Ừ, tay. Đây. Chân. Chân. Chân đây nè. Chân nó. Đây nè. Ok nè. Ừ, chân đúng rồi. Giỏi. Đấy. Đúng. Ok. Dạ, giỏi quá. Thế tóc đâu? Tóc đâu? Tóc cười. Tóc mà. Cười. Ừ, ai cũng cười. Ông mẹ cười, ông bố áo. Nhưng mà không có tóc kìa. Hử? Chả ai có tóc cả kìa. Mẹ ăn có tóc. Ừ, mẹ tóc, mẹ có tóc mà. Mẹ có tóc bầu. Mẹ có tóc mà. Mẹ có tóc giống em. À, mẹ có tóc giống em hả? Mẹ không buộc tóc giống em nhưng mẹ vẫn có tóc mà. Ừ. Ừ, đấy chứ. Tóc phải có ba cái chứ sao có cái vậy? Đây này. Để một cái thôi. Em mẹ một cái thôi à? Không mười đâu. Không cho nhiều à? Đây này. Con đang vẽ ai đây? Vẽ bố. À, con vẽ bố à? Mẹ ơi. Mũi. Rồi. Ôn này. Đây này. Đó là gì?
chữ này. Đó là cái gì? Có không về bố mẹ ra áo. À áo. Có không về nam cũng gì nữa? Bộ to hơn. Bộ to hơn đúng không? Mẹ nhỏ hơn. À, mẹ nhỏ hơn à? Giỏi quá. Thế tay đâu? Bố có tay à? Bố có. Có tay này. Giỏi quá. Ừ, giỏi. Đấy. Đấy. Thế vẽ ông mặt trời nào. Ông trời đâu? Nên vẽ ông mặt trời đi nào. Ui da. Đó. Nhiều chứ, xung quanh chứ. Ánh mặt trời ấy. Đây mẹ. Đó. Mẹ đã chậm dứa rồi. Này á. Chữ thì có thể được, còn ở trên cũng có thể là được. Cái này cho 3 điểm. Tên là mặt trời. Tên là nhìn ra mặt trời của Na đây này. Mẹ, mặt trời của Na không có ấy à? Mẹ, không có. Mẹ tên là cây. Mẹ biết rồi, cái này mẹ biết rồi. Nếu mà được thì con phải mặt con quên. Nhìn này. Na vẽ mặt trong mặt trời chưa? Đây. Đây vẽ giống sóc này, vẽ mặt trời này. Nụ cười này, có mắt mũi cười luôn. Ôm mố ní. Ok. Cá. Thì số 3. Mát, đúng rồi, mẹ chính xác. Chấm mùi gì? Mẹ chấm số 3. Số 3 mà như này. Đây, số 3 là số 3. Ơ số 3 ở đây mà. Ờ số 3. Đây đúng không? Bình thường. Bình thường, chưa được tốt. Mà chưa tốt. Chưa được good. Nhìn á. Nhưng mà nhà hơi bị nhỏ, ông mặt trời lại phải to hơn chứ. Ai nhiều con lại vẽ vào đấy làm gì?